Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta có một sự cố xảy ra khi chúng ta tổ chức tiệc thánh. Nhưng mà tôi rất là vui vì thấy cách hành xử của anh chị em và không có ai bạn bè hết mà đã giúp nhau xử lý rất nhanh. Tôi rất tự hào về anh chị em. Cảm ơn Chúa, hãy luôn yêu thương nhau như thế. Giúp đỡ này thế, cái gì phải cán đáng thì trách cả à, chúng ta luôn cảm thông cho nhau và đó là điều Chúa để lòng. Cho nên trong cái sự việc tưởng chừng không hay lắm mà tôi lại thấy có cái hay hơn và tôi cảm thấy vui. Tôi tin rằng lấy từ lời của Chúa Trời chúng ta lãnh hội, chúng ta mãi mãi như thế nhé. Cảm ơn Chúa nhé. Alleluia. Anh chị em có được phước ở trong buổi nhóm hôm nay không? Tôi tin rằng Chúa đã đem đến chúng ta rất là nhiều phước hạnh. Trong thời gian vừa qua thì tôi phải cực lực để làm việc và phải nói là cố gắng để tăng tốc, bởi vì tôi cảm thấy mình quá chậm chạp, quá chậm chạp. Tôi đã từng nghĩ là đức tin của mình cũng khá khá, nhưng mà buổi tối thứ sáu vừa rồi tôi phải thú nhận với anh chị em là tôi nhận ra là đức tin của mình còn nhỏ bé quá, quá nhỏ bé. Và với đức tin như thế này thì tôi nghĩ rằng là mình không thể nào đáp ứng được cái công việc lớn lao mà Chúa Trời đang muốn thực hiện. Thứ nào là anh chị em nhớ đến tôi ở trong chính phủ cầu thay cho tôi để Chúa giúp tôi hoàn thiện đức tin của mình và hoàn thiện về nhân cách, về tất cả mọi thứ. Không ai chúng ta hoàn hảo cả, tất cả chúng ta đều phải học hỏi để tiến lên. Anh chị em không hoàn hảo và tôi không hoàn hảo, nhưng có một điều quan trọng là tấm lòng của chúng ta. Chúng ta nói là chúng ta hãy cẩn thận gìn giữ tấm lòng của mình hơn hết, vì các nguồn của sự sống từ nơi đó mà ra. Tôi luôn ghi nhớ điều đó. Và mỗi khi tôi nhìn thấy những cái sự yếu đuối bất toàn trong đời sống của mình thì tôi luôn luôn được một sự nhắc nhở từ nơi Chúa là dù con yếu đuối bất toàn như thế nào thì con nhớ hãy gìn giữ cái tấm lòng con thật cẩn thận, bởi vì từ đó những cái nguồn năng lượng rất là lớn sẽ phát xuất ra và từ đó sẽ có sức mạnh để giúp con chiến thắng được sự yếu đuối của con. Cảm ơn Chúa với các anh chị em cũng lãnh hội chuyện này. Cảm ơn anh chị em. Cảm ơn Chúa. Đề tài mà hôm nay tôi muốn công bố với anh chị em đó là hãy vùng dậy từ giữa những người chết. Hãy vùng dậy từ giữa những người chết. Chúng ta cùng mở thư Ê-phê-sô chương 5. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 cho đến câu 20. Anh chị em có thể cùng đọc với tôi. Chúng ta bắt đầu. Vậy anh em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong tình yêu thương như Đấng Christ đã yêu thương chúng ta, xả thân Ngài vì chúng ta như một lễ vật và sinh tế tỏa ngát hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời. Còn sự gian dâm và mọi điều bất thiết hoặc tham lam thì không được nói đến giữa anh em. Như vậy mới xứng đáng là các thánh đồ. Đừng nói những lời tục tiểu, nhảm nhí, khô bỉ, là những điều không thích hợp. Tốt hơn nên dâng lời cảm tạ Chúa. Anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, bất hiếp hay tham lam, tham lam là thờ thần tượng, không một ai được thừa hưởng cơ nghiệp trong vương quốc của Đấng Christ và của Đức Chúa Trời. Đừng để ai lấy những lời rỗng tuếch lừa dối anh em. Chính vì những điều này mà cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đổ xuống dòng dõi không vơ phục. Vì vậy đừng thông đồng với họ. Trước kia anh em là bóng tối, nhưng bây giờ trong Chúa anh em là ánh sáng. Hãy bước đi như các con của ánh sáng, vì cái của ánh sáng là mọi điều nhân từ, công chính và chân thật. Hãy xét xem điều gì đẹp lòng Chúa. Đừng tham dự vào những công việc vô ích của sự tội lầm. Tốt hơn nên quở trách chúng, vì dù chỉ nói đến những gì họ làm một cách lén lút cũng đã xấu hổ rồi. Nhưng tất cả những gì được phơi bày dưới ánh sáng đều được sáng tỏ, vì bất cứ điều gì đã được sáng tỏ đều là ánh sáng. Vì thế có lời phán rằng, hỡi người đang ngủ, hãy thức dậy, hãy vùng dậy từ giữa những người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng người. Vậy hãy xem xét cẩn thận về cách sống của anh em. Đừng sống như người dại dột, nhưng sống như người khôn ngoan. Hãy tận dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Vì vậy đừng trở nên như người dại dột, nhưng phải hiểu rõ thế nào là ý muốn của Chúa. Đừng say rượu, vì rượu dẫn đến vô tụ, nhưng phải đầy dẫy thánh linh.
hãy chúng thiên nhiên thánh ca và những lời khúc mà đối đáp với nhau, hãy hết lòng ca hát chúc tụng Chúa trong mọi việc, hãy luôn nhân danh Chúa chúng ta và Đức Chúa Jesus Christ mà dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời làm cha. Amen. Thật ra tôi chỉ muốn chia sẻ với anh chị em một câu thôi, đó là câu 14. Vì thế có lời phán rằng: hỡi người đang ngủ, hãy thức dậy, hãy vùng dậy từ giữa những người chết, thì dòng Christ sẽ chiếu sáng người. Tôi chỉ muốn chia sẻ một câu, còn sở dĩ cùng anh chị em đọc hết là để anh chị em nắm được thượng văn hạ văn, anh chị em hiểu rõ hơn về câu kinh thánh mà tôi chia sẻ. Còn nếu mà phải chia sẻ hết những gì trong đoạn này thì quá nhiều, nó phụ trừ chủ đề, và tôi sẽ làm được chia sẻ trong thời gian tương lai. Nhưng hôm nay đề tài mà tôi muốn gửi gắm đến tất cả anh chị em, những người đang có mặt ở tại đây và những người đang theo dõi chương trình của chúng tôi qua mạng internet, đó là hãy vùng dậy từ giữa những người chết. Hãy vùng dậy từ giữa những người chết. Ở đây không phải nói theo cái nghĩa đen đâu, nhưng tôi biết rằng cái câu này mang một cái ý nghĩa đó. Chúng ta muốn nói đến cái thực trạng của đời sống của đông nhân. Ngày hôm nay chúng ta nhìn vào thực trạng của đời sống cơ đốc nhân ở trong cộng đồng cơ đốc, và chúng ta thấy rằng cái mùi của sự chết nó rất là lớn. Và tại sao cộng đồng cơ đốc là có mùi của sự chết? Nếu vậy thì làm sao thuyết phục được người khác đến Chúa? Bởi vì nó bị xen lẫn, nó bị pha tạp bởi những cái không quy tắc. Ở trong cơ đốc giáo hiện nay xen lẫn cái tinh thần tôn giáo quá mạnh mẽ. Và trong chức vụ của tôi hết lần này đến lần khác nhấn mạnh, làm rõ rằng chúng ta phải có một sự phân biệt rõ ràng giữa đức tin thờ nơi Chúa và tôn giáo. Tại sao tôi luôn phải nhấn mạnh điều đó? Bởi vì nếu tôi không nhấn mạnh điều đó, nhiều người sẽ không hiểu và dân Chúa bị người ta nói phạm đến một cách trăn trở. Đó là một rất là quan trọng. Khi mà tôi đang sống ở trong một cái bối cảnh mà tôi thấy có quá nhiều người theo cái kiểu là con sôi làm đầu đội cát, chúng ta mang danh là đức tin, chúng ta nhận mình là con cái của Đức Chúa Trời, chúng ta nhận mình là con cái của sự sáng. Nhưng xin lỗi nhé, chúng ta sống còn tối hơn cả những người không nhận mình là đức tin. Chẳng lẽ là Kinh Thánh là giả dối sao? Chẳng lẽ Đức Chúa Trời không chân thật sao? Chẳng lẽ Đức Chúa Trời không có sự hiện hữu sao? Chẳng lẽ Đức Chúa Trời không phải là đấng đầy quyền năng sao? Tôi xin thưa, không phải như vậy. Đức Chúa Trời là đấng thật sự hiện hữu, ngài thật hơn cả sự hiện diện của tôi đang đứng trước mặt anh chị. Đức Chúa Trời là đấng cực kỳ chân thật, trong ngài không có sự giả dối. Đức Chúa Trời là sự sáng, ngài là nguồn của sự sáng, ở trong Đức Chúa Trời không có bóng tối. Đức Chúa Trời là đấng toàn năng, ở trong ngài không có sự tối ngàn, không có sự yếu đuối. Vấn đề là tập chính chúng ta. Có nhiều người không thật sự tin Chúa đang ở trong cái đất giới, mà cái đó họ trà trộn vào trong cái đất giới. Nó giống như cái kiểu mà tiền giả xem lẫn với tiền thật vậy đó. Có nhiều người quá ngán ngẩm đó, thôi cho nó qua, cái cơ giới Việt Nam bây giờ chán quá, thôi buông tay bỏ cuộc đi. Thì chẳng khác nào những người nói rằng chán quá, bây giờ tiền giả nhiều quá, thôi khỏi xài tiền thật luôn. Và nói là không anh chị em? Không. Mặc dù có rất nhiều tiền giả, nhưng mà chúng ta biết rằng có tiền thật, và chúng ta cần phải sử dụng tiền thật ở trong đời sống hàng ngày. Đúng không anh chị em? Không phải vì những cái giả mà chúng ta mất niềm tin nơi cái thật. Tôi cũng suy nghĩ ngược lại với nhiều người, khi mà càng có nhiều cái giả và tôi đang có thật, thì tôi càng
tự hào hơn được cái thật là tôi đang sợ. Tôi không biết anh chị em có amen nổi với tôi không? Có nhiều người nói tại sao mà tin lành của đàn ông có nhiều cái giả lẫn lộn vào đây? Tại sao có nhiều tà giáo ở trong tin lành này? Tôi đã có một câu trả lời mà tôi tin là thỏa đáng cho họ. Tôi nói rằng anh chị hãy nhìn vào trong xã hội, nhìn vào trong thực tế, những cái mà vô danh tự tốt thì có nhiều hàng giả không? Xin lỗi là chỉ có hàng giả. Những cái gì càng nổi tiếng, cái gì càng xịn, cái gì càng có giá trị thì càng có nhiều cái giả. Cho nên chúng ta biết suy nghĩ đâu, chúng ta sẽ tự hào về đức tin của chúng ta tự hào về Chúa của chúng ta. Phải không chị em? Anh chị em ơi, chúng ta đang sống trong một bối cảnh mà nhiều cái giả ma quỷ nó đang cố để nó tung vào trong cái đất giới của chúng ta. Những cái giỏ đang cố tung vào để làm gì? Để làm cho nhiều người bị rối trí. Thứ nhất, nó có thể lừa dối ngay cả những người đã thật sự tin Chúa rồi. Như lời chúng ta cảnh báo chúng ta, ở trong thời kỳ cuối cùng thì sẽ có nhiều Christ giả, tiên tri giả, giáo sư giả, mục sư giả, cục sự giả, tín đồ giả gì đó được dấy lên, và chúng nó sẽ lừa dối ngay cả những người được chọn. Chúng nó lừa những người ở bên ngoài và lừa dối ngay cả những người được chọn. Và có bao giờ anh chị em nghĩ là vì sao chúng nó lại muốn lừa ngay cả những người được chọn không? Vì sao? Bởi vì những người được chọn, những người mà thật sự tin Chúa, những người đó mang ở trong mình một tiềm năng rất lớn. Tiềm năng đó là gì? Tiềm năng đó là một cái sức mạnh cực kỳ lớn. Khi mà nó được khai phóng ra thì nó có thể ảnh hưởng đến những người xung quanh, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cả thế giới. Bây giờ để ngăn chặn hàng loạt người được cứu rỗi, để ngăn chặn nhiều người để rồi họ sẽ không tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm Chúa trong đời sống mình, để ngăn chặn nhiều người không có một đời được biến đổi, thì một trong những cách đó là chiến lược mà Satan đang làm là nó sẽ lừa dối ngay cả người được chọn. Để làm gì? Để họ sống một đời sống không xứng đáng, để họ không đạt được đến cái mức độ mà đáng ra họ phải đạt được. Lẽ ra họ phải sống đầy quyền năng, lẽ ra họ phải sống cực kỳ công chính, họ phải sống thánh khiết, lẽ ra họ phải sống và thể hiện sự khôn ngoan của Chúa Trời. Thì bây giờ Satan và quỷ của nó cố gắng để tung ra những cái chiêu trò và sự lừa dối để làm cho những người đó bị chậm lại, và thậm chí đi lệch lạc một giai đoạn nào đó. Và trong cái giai đoạn đó, những người xung quanh là những người chưa tin Chúa, họ nhìn thấy, họ không biết Kinh Thánh là gì, họ không thật sự hiểu Đức Chúa Trời là ai, Ngài tốt là như thế nào. Cái điều mà họ thấy trước mắt là những con người, là những người tự nhận mình là cô đơn nhân, là những người tự nhận mình là mục sư, là lãnh đạo, là tổng quản nhiệm, là quản nhiệm, là ông này là bà kia. Và họ thấy là những người đó sống xin lỗi còn tệ hơn cả những cái người mà nói không có Chúa. Và từ đó họ sẽ nói gì, họ sẽ nghĩ gì, họ sẽ nói gì? Có những người là sự không nói này, nhưng họ sẽ nghĩ rằng đừng hòng thuyết phục tôi đến Chúa. Không bao giờ. Nói là tiếng Anh là never. Đúng không anh chị em? Nếu anh chị em là người chưa đến Chúa, anh chị em nhìn thấy một người tự nhận mình là đạo nhân, thậm chí là mục sư, nhưng mà sống không công chính, tham lam tiền bạc, gian dâm, chuyện nói dối, chuyện nói hại người khác, anh chị em nghĩ là anh chị em có thể được thuyết phục để lắng nghe hoặc là tin Chúa không? Tôi tin rằng kể cả lắng nghe, anh chị em cũng không muốn lắng nghe. Sao anh thật sự muốn làm? Và tôi thưa với anh chị em rằng khi một người họ nghe sự cứu rỗi của Chúa, họ nghe phúc âm của Chúa, lòng họ tin và miệng họ tuyên xưng đức tin đó ra, thì theo Kinh Thánh nói họ được cứu chưa? Họ được cứu chưa? Nếu là họ thật sự tin và họ tuyên xưng đức tin đó ra nơi môi miệng của họ một cách rõ ràng, thì họ đã được cứu chưa? Thì nói một cách xác quyết cho tôi nghe, đã được cứu chưa? Đã được cứu rồi. Nhưng có phải được cứu là xong chuyện không? Tôi sẽ nhắc lại cho anh chị em, tôi sẽ thường xuyên nhắc lại cho anh chị em những bài học hết sức căn bản. Chừng nào mà anh chị em có thể thấu hiểu được những bài học đó thì chúng ta sẽ đi lên những bài học cao hơn. Và tôi sẽ không đi lên những bài học cao hơn nhưng mà anh chị em vẫn còn chưa thật sự hiểu những bài học căn bản và chưa áp dụng vào trong đời sống của anh chị em. Khi một người mà lòng họ đã tin, miệng họ tuyên xưng đức tin đó ra, họ tin rằng Chúa Giêsu đã chết thay cho họ trên thập tự giá, đổ huyết ra cho đến giọt cuối cùng,
để mở ra cho họ có đường sống. Họ tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết, Ngài phục sinh đầy vinh quang, và Ngài sẵn sàng để lãnh đạo cuộc đời của những con người nào mà gửi gắm thân phận cho Ngài. Những người nào có một cái niềm tin căn bản đó thì cái tâm linh của họ đã được cứu rồi, họ có cái vé vào thiên đàng rồi. Nhưng thưa anh chị em, anh nghe tôi nói này, có cái vé vào thiên đàng chưa phải là hết chuyện. Sự cứu rỗi của Chúa là sự cứu rỗi toàn vẹn. Ngài sẽ không cứu đi nếu như chúng ta chỉ mới nắm được cái vé vào thiên đàng. Còn những ngày tháng chúng ta sống trên đất này, chúng ta sống một đời sống thất bại, chúng ta sống ở trong tội lỗi, chúng ta sống gian dâm, sống ô uế, chúng ta lãng phí, chúng ta dối trá, chúng ta là những con người giận dữ hung bạo, chúng ta là những người tham lam, chúng ta là những con người không biết phục thiện. Thì cái điều đó là một cái điều vô cùng vô sống. Bởi vì một lần nữa tôi xin nhắc các anh chị, chúng ta có ba phần ở trong một con người: phần tâm linh, phần tâm hồn, bao gồm lý trí, ý chí và tình cảm, và phần thể xác. Chúng ta đã có cái vé vào thiên đàng, tâm linh của chúng ta đã được cứu rồi, chúng ta đã có một mối tương giao với Chúa Trời rồi, tâm linh này không còn chết nữa. Nhưng tâm hồn chúng ta bao gồm lý trí, ý chí và tình cảm, và thân thể của chúng ta cũng cần được giải phóng, cần được tự do để cái nhân cách của chúng ta sống ngay trên đời này nó thể hiện là một nhân cách tốt. Chúng ta không thể bắt người khác tôn trọng chúng ta nếu chúng ta sống một lối sống mà người ta không thể tôn trọng. Chúng ta không thể làm bắt người khác tin chúng ta nếu chúng ta sống một lối sống không đáng tin. Tôi đã gặp những người rất là vô lý, họ hối thúc tôi phải tin cậy họ. Họ cái điều bảo tôi là tại sao không tôn trọng họ. Nhưng nếu mà tôi nói ra thì cái câu nói của tôi sẽ là như thế này: bạn đã làm gì để tôi tôn trọng bạn? Nếu chúng ta muốn người khác tôn trọng thì chúng ta phải sống một cái đời sống thể hiện như thế nào để người ta nhìn vào, người ta có cái cơ sở để người ta tôn trọng mình, đúng không chị? Chúng ta không thể bắt người khác tin mình. Tôi không thích những con người mà tối ngày cứ bắt người khác phải tin mình, người khác không tin mình thì giận, tức tối lên, rồi bắt đầu tìm cách để làm sao tấn công người ta, bởi vì người ta không tin mình. Chúa dạy tôi một điều: nếu con muốn người khác tin con thì con phải sống một cái đời sống, một cái đời sống thật sự đáng tin cậy. Không phải cái đời sống nó dựa trên cái lời nói của con, những cái đời sống đó phải dựa trên cái hành động cặp theo những lời nói đúng đắn của con. Và tự động người khác sẽ tin con khi họ thấy được những mong muốn tốt lành của đời của con. Còn con có đứng lên kêu gào mọi người ơi hãy tin tôi đi, tin tôi đi, thì chẳng có bao nhiêu người tin con đâu. Anh chị có muốn những người xung quanh tin cậy anh chị không? Tôi tin là không có một con người nào trong văn phòng này hay là những con người nào đang theo dõi trên mạng internet mà lại không muốn người khác tin cậy. Chúng ta luôn muốn người khác tin cậy mình, chúng ta luôn muốn được trọng dụng. Những cái câu hỏi đặt ra là chúng ta sống cuộc đời như thế nào, chúng ta biểu hiện như thế nào để người khác nhìn vào và tin chúng ta, để rồi người khác họ trọng dụng chúng ta. Rất nhiều người của chúng ta ngày hôm nay đang sống một đời sống đầy tội lỗi. Có hai loại người tội lỗi. Loại người tội lỗi thứ nhất là loại người biết mình tội lỗi, loại người đã có hy vọng. Chúc mừng mọi người đó. Dẫu là tội lỗi chúng tôi vẫn có lời chúc mừng. Tại vì khi chúng ta biết mình tội lỗi thì chúng ta sẽ có cơ hội để thoát khỏi tội lỗi đó. Khi sứ điệp ăn năn của Chúa đến, chúng ta sẽ rất dễ hạ mình xuống để ăn năn. Nhưng có một loại người thứ hai, sống tội lỗi mà không hề biết mình tội lỗi, cứ tưởng mình là con chứ. Tôi có một cái câu nói vui thế này: ở trên thế giới này có những người có lý tưởng, và cũng có những người tưởng là một con lý. Đúng không anh chị? Có những người thật sự có lý tưởng, nhưng cũng có lắm người tưởng là mình có lý. Và khi họ tưởng là mình có lý, họ không thấy đâu mình là con người tội lỗi sai lầm, thì họ sẽ không có cơ hội ăn năn đâu. Họ luôn nghĩ rằng mình đang đi đúng đường, nhưng thật ra họ đang sai đường. Và rồi một ngày kia mọi người sẽ nhìn thấy cái bông trái. Bông trái là điều chúng ta khẳng định cho anh chị em. Hôm nay tôi nhắc lại rất là quan trọng. Nhiều người đó là hay, nhiều người đó là giỏi, nhiều người nói rất là lưu lắm. Nhưng anh chị em ơi, tôi có một cái kinh nghiệm trong cuộc đời của tôi. Đừng có nghe người ta nói hay, nói giỏi, nói lưu lắm mà tin người ta. Mà sao tôi không vậy? Nếu tôi nói được cái gì mà nói hay, nói giỏi, nói lưu lắm thì đừng tin vào cái hay, cái giỏi, cái lưu lắm trong cái lời nói của tôi. Nhưng tôi khuyên anh chị em, nếu tin tôi thì hãy nhìn vào những mong cái của đời sống tôi. Nếu nó là tốt lành, hãy tin tôi.
Nhưng mà nếu không tốt lành thì tỉnh đi. Tôi thật sự suy nghĩ rất là nhiều về tình hình ngày hôm nay. Tôi thật sự khao khát một lực lượng, một lực lượng của con người thật sự có chất, một lực lượng của những con người thật sự có tấm lòng cho vương quốc của Đức Chúa Trời, một lực lượng của những con người thật sự sống công chính và nó được bày tỏ từ những môn khác của đời họ. Và tôi khao khát được nhìn thấy một lực lượng tốt đẹp của những con người như vậy. Tôi không thể nào, tôi không thể nào mà có một niềm vui trọn vẹn được khi mà nhìn vào đời sống của những người đang gần gũi nhất của mình, thiếu vắng những vị đó của Đức Chúa Trời, thiếu vắng sự liên kết, thiếu vắng sự thành thật, thiếu vắng sự yêu thương, thiếu vắng một bầu nhiệt huyết để cứu người. Chúng ta nói thì nhiều hơn là, và khi chúng ta sống như vậy, chúng ta đã vô tình đặt thêm áp lực lên vai của những con người hành động. Có phải vậy không? Giá như tất cả mọi người đều nói và làm thì cái áp lực nó sẽ vơi bớt, công việc sẽ được chia sẻ, gánh nặng sẽ được sáng suốt, và như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Công việc sẽ được thực hiện một cách kết quả nhất, và đồng thời có một cái niềm vui sẽ lan tỏa từ người này sang người khác. Tại sao tất cả chúng ta đều có quá nhiều đòi hỏi? Tại sao tất cả chúng ta luôn luôn đòi hỏi người khác thế này phải thế nọ? Chúng ta luôn đòi hỏi xã hội này nó phải thế này, nó phải thế nọ. Chúng ta luôn đòi hỏi nhà cầm quyền phải thế này, phải thế nọ. Chúng ta luôn đòi hỏi những người xung quanh chúng ta, bất kể một đối tượng nào, chúng ta có quá nhiều đòi hỏi trong cuộc sống. Nhưng chúng ta có đòi hỏi chính mình không? Hoặc là chúng ta có cho phép người khác có những cái đòi hỏi trong cuộc đời của chúng ta? Sự ích kỷ đã làm cho chúng ta trở nên con người lui mù. Những con người mà lui mù đôi mắt này thì không có cái gì là nghiêm trọng lắm. Tôi biết có những người mà đôi mắt của họ vì một cái biến cố nào xảy ra thì nó không còn nhìn thấy được nữa, họ mất đi đôi mắt. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra có một đôi mắt khác được thay thế rồi, đó là đôi mắt lòng. Họ trở nên con người thật sự có nhân cách, họ trở nên những con người có tình yêu thương thật, và thậm chí họ trở nên những con người đầy quyền năng. Tất nhiên nếu có một điều ước thì tôi và anh chị em được ước là chúng ta vừa có mắt lòng vừa có mắt tâm lý này, thì chúng ta cũng chẳng muốn mình bị mù. Nhưng nếu phải lựa chọn một trong hai, tôi xin chọn có mắt lòng, đúng không anh chị? Chứ đừng để người ta nói về mình là những kẻ có mắt như mù. Có những lúc tôi thực sự cảm thấy cô đơn. Nhưng khi vợ tại sao có những lúc anh quá dễ dàng để tin cậy và bày tỏ cái sự trân trọng với người này người nọ, để rồi sau đó thì họ quay mặt lại và họ làm cho anh buồn, anh không? Vợ không phải dễ với người, nhưng mà anh muốn quý những mối quan hệ, rất khó để tìm được một người để yêu thích, rất khó để tìm được một người để chúng ta tôn trọng, rất khó để tìm một người để có thể mất quý cho họ được vị chúa. Có những lúc tôi suy nghĩ đơn giản như tôi thấy mọi người không suy nghĩ như tôi. Tôi nghĩ tại sao khó vậy? Tại sao chúng ta không thể đến với nhau một chân thành, nắm tay nhau cùng thờ phượng Chúa, cùng phục vụ Chúa, ngồi lại bàn bạc công việc của Chúa, hội thánh này giúp đỡ hội thánh kia, đừng có tính toán được không, đừng có suy nghĩ đắn đo được không? Nhưng mà trong thực tế thì tôi thấy người ta không sẵn sàng để làm điều đó. Và khi tôi trải lòng ra, thậm chí đổ cái sinh mạng của mình ra để vun đắp những mối quan hệ, để hy sinh vì công việc Chúa chung, thì nhiều người họ nghi ngờ đi được. Họ nghĩ là tôi có một dụng ý gì đó, tôi làm gì có ai lại vì đại cuộc đến mức độ như vậy. Tôi còn nhớ ngày xưa khi tôi mới được kêu gọi
để ta đứng quyền phục vụ Chúa. Tôi mới vừa rời khỏi giảng đường đại học chưa bao lâu. Trước đó tôi là một giảng viên đại học. Tôi bỏ tất cả sự nghiệp của tôi để bước đi trong sự phục vụ Chúa. Bởi vì Chúa đã làm cho tôi những điều quá lớn lao vĩ đại. Chúa đã cứu mạng sống tôi, Chúa chữa lành bệnh tật cho tôi. Tất cả những bệnh tật mà tôi đã mang từ lúc mới sinh ra, không ai chữa lành được, Chúa chữa lành hết. Chúa tha thứ cho tôi, Chúa khiến tôi được tự do từ bên trong. Tôi kinh nghiệm một con người mới bên trong tôi. Và tôi quyết định sẽ dâng cuộc đời mình phục vụ Chúa. Bởi vì tôi thấy Chúa quá tốt. Trong cuộc đời tôi không thấy ai tốt như Chúa hết. Những thần tượng người ta thờ kia, người ta tốn biết bao nhiêu tỷ, người ta xây bao nhiêu là cái dinh thự lớn lao, trùng trùng điệp điệp, họ đổ ra hàng nghìn tỷ đồng xây thích đó. Nhưng mà đó chỉ là công cấp thôi, chỉ là giả trạng xây các biển đâu. Cuộc đời người ta không được thương xót, người ta không được biến đổi cuộc đời, người ta không được chữa lành bệnh nan y, người ta không có một cuộc đời đáng sống. Trong khi đó Chúa quá tuyệt vời, Chúa không lấy một đồng nào cả, tôi không mất một đồng nào. Chúa đã cho tôi một cách miễn phí tất cả những điều tốt nhất. Chúa cho tôi mạng sống, Chúa cho tôi sức khỏe để từ một con người bệnh tật yếu đau, tôi trở nên một con người khỏe hơn những con người bình thường. Và không chỉ là một người khỏe hơn những con người bình thường, Chúa sử dụng tôi một công cụ sắc bén trong tay của Ngài để đem sự chữa lành biết bao nhiêu người đã nhiều hơn. Chúa quá tốt, không đến nỗi mà mấy ngày nay tôi làm việc quá nhiều đến nỗi tôi gần như tắt tiếng, cho tôi vẫn đứng đây để gào thét lên với anh chị. Bởi vì Ngài thật sự tốt. Nếu không thì tôi sẽ nghỉ ngơi, sẽ để cái cổ họng của tôi hẳn. Nhưng cổ họng tôi chưa bao giờ được hẳn. Người ta có thể giảng tin lành mỗi tuần một lần, nhưng tôi giảng tin lành thậm chí là từng giờ. Và tại sao tôi có cái gì quyết để làm được đó? Vì tôi thấy sự tốt lành của Chúa lan tỏa khắp mọi nơi. Anh chị mới tôi thật sự khao khát nhìn thấy một cuộc cách mạng tâm linh diễn này. Và tôi không tin là chúng ta thất bại đâu. Tôi biết nhiều người đang cười nhạo tôi, họ đang nghĩ tôi là thằng điên, một thằng cu. Nhưng tôi biết những gì mình đang làm. Tôi tin chắc rằng Chúa có dành sẵn 7.000 người không 14 trước mặt bạn. Chúa có dành sẵn những con người thật sự tin cậy Chúa, những con người thật sự tin cậy Chúa, có mối quan hệ mật thiết với Chúa, những con người có tấm lòng, chứ không phải là những con người của tôn giáo. Và tôi tin rằng tôi sẽ gặp được từng con người đó. Điều tôi khao khát là gì anh cho biết không? Mọi người trong hội thánh chúng ta thật sự là những người tỉnh dậy khỏi cơn mê của cuộc đời, tỉnh dậy khỏi những sự mê muội của cuộc đời. Chúng ta không còn để mình bị mê muội bởi những sự tham lam tiền bạc, chúng ta không còn để cho mình bị mê muội, bị ngủ vùi ở trong những cái sự xấu xa độc ác, sự ích kỷ, sự kiêu ngạo. Chúng ta không để cho mình bị mê muội bởi những cái tham vọng thiên tư của chúng ta, bởi những cái ước mơ cá nhân của chúng ta nữa. Nhưng mà chúng ta sẽ tỉnh thức dậy, chúng ta sẽ vùng dậy từ giữa những người đang chết, những người đang chết về mặt tâm linh, những người đang chết trong tâm hồn của họ. Và cũng có thể là chúng ta sẽ vùng dậy từ giữa những con người đang chết thật. Tôi tin rằng họ chỉ đến đó là đó. Nếu có thể là một biến cố khủng khiếp xảy ra, hàng loạt người đã ngã chết, hàng loạt người đã ngã chết, ở trong đó có ai đó là chúng ta. Nhưng mà không tin Đức Chúa Trời có quyền để làm những phép lạ hồi sinh cuộc đời của chúng ta. Sẽ có ai đó là chúng ta từ giữa những cái xác la liệt đó chúng ta trỗi dậy, chúng ta nói rằng Đức Chúa Trời đã hồi sinh tôi. Đức Chúa Trời đã ban cho một phép lạ lớn lắm. Ngài muốn tôi tiếp tục được sống để nói về sự vinh hiển của Ngài. Amen không chị? Vì lý do thế gì tôi không thể nào đến để nói thẳng với từng anh chị em từ những điều mà tôi nhìn thấy ở anh chị em. Tôi không thể làm được việc đó. Có những con người tôi biết rất rõ họ đang đối diện với gì, nhưng tôi cũng biết cái tôi của họ. Họ không sẵn sàng lắng nghe những lời thật. Nếu tôi nói những lời quá thật, e rằng sẽ tổn thương với họ. Có những lúc tôi chỉ im lặng và khóc cầu nguyện những con người đó. Tôi biết họ đã đi những cái bước đường đó. Và khi tôi có thể từ chú bày tỏ bước tiếp theo họ sẽ đối diện với điều gì. Có những lúc thật sự đổ nước mắt ra nói với họ, nhưng họ không tin. Họ không hề tin. Tôi trở lại cái câu chuyện mà tôi được Chúa kêu gọi ở trong giai đoạn đầu. Tôi đi ra Đà Nẵng, bỏ hết tất cả sự nghiệp sau lưng, bỏ hết tất cả đi theo đức tin, đi theo kiểu của Abraham. Không một ai hậu thuẫn cho tôi, không có một sự hỗ trợ về tài chính nào.
không có một hệ phái, một tổ chức nào. Mà chỉ đi theo tiếng gọi của Chúa, tôi rất là đơn sơ. Trước đó tôi là một người trí thức, nhưng mà Chúa đã tẩy não tôi một cách một ngày, để là tôi không còn sống như con người lý trí quá được, mà tôi trở nên một con người đơn sơ, muốn tin Chúa nói sao thì tin vậy. Và tôi cứ đi, khi tôi ra ngoài đó, có những người lãnh đạo các tổ chức trong các hệ phái, họ gặp, họ nói chuyện với tôi, họ hỏi tôi như là họ quan tâm đến tôi lắm. Nhưng sao lại tôi biết thật ra không phải là quan tâm, họ đang hỏi dò, họ muốn thăm dò tôi, bởi vì họ nghi ngờ, họ nghĩ rằng tôi là một cái yếu tố bất lợi cho họ. Họ hỏi tôi là ai chu cấp cho tôi để tôi có thể bỏ Sài Gòn mà đi ra Đà Nẵng như thế. Tôi nói rất là chân thành, tôi nói không ai chu cấp cho tôi, tôi yêu quý. Họ khóc đi, và sau đó thì họ đi nói với tất cả những người dưới quyền họ là tôi là một kẻ giả bộ để trà trộn vào để lôi kéo người. Tôi nói mọi người xa lắm tôi. Có một giai đoạn rất là vô cùng, vô cùng cô đơn. Trong cái giai đoạn cô đơn đó, anh chị em biết, một lần tôi bị ăn trộm vào cái nhà mà tôi thuê, cái laptop duy nhất của tôi nó đã cũ rồi, là cái phương tiện làm việc của tôi, có thể nói là cái quý giá nhất của tôi lúc bây giờ, tôi để trên bàn, tôi quên đóng cửa, tôi đi vào nhà trong, khi tôi trở ra thì nó mất rồi. Giống như tôi mất cả tất cả mọi sự, không có gì trong tay, lúc đó tôi buồn vô cùng. Nói chung con yếu ngang mà, tại sao phải đối diện những điều đó? Lúc đó Chúa nói với tôi điều này, đó là tôi chấn tĩnh lại. Chúa nói ta muốn dạy con một bài học, nó là đừng dựa vào người, đừng dựa vào thứ gì trong cuộc đời này, nhưng hãy nương dựa vào chính mình. Ngày cho tôi biết là ngày cố tình để cho tôi phải đối diện với điều đó, để tôi không còn chỗ dựa nào trong cuộc đời này nữa, mà không còn cái manh nhát nào nữa, để tôi thật sự nương dựa đến ngày. Mà anh em biết không, ngày hôm sau là ngày lễ phục sinh. Đúng ra thì tôi sẽ rất là u buồn, nhưng vì cái điều mà Chúa bày tỏ cho tôi không còn u buồn nữa. Tôi hiểu rằng đó là bài học mà tôi phải học. Và trong cái ngày lễ phục sinh đó, Chúa đã cho tôi cái bài hát khúc ca tạ ơn mà hồi thăm chúng ta thường hay hát vang lên. Con tạ ơn Cha giữa lúc khó khăn, con ngợi khen Cha giữa bao nguy nan, dẫu người khinh chê quý bướm chạy luôn cuộc đời con ơi, xin Cha gọi Cha. Bạn chị có để ý không, trong hầu hết những bài hát của tôi thường hay lặp lại cái ý đó, là phải đối diện với những khó khăn thử thách, và cuối cùng thì Chúa giúp mình vượt qua hết tất cả. Tôi có khá nhiều bài hát, và hầu như bài hát nào cũng sẽ có những cái bóng dáng của những điều đó. Nếu anh chị em tin ý, anh chị em sẽ thấy. Và anh chị em biết khi tôi sắp tác bài hát đó xong, Chúa đưa cuộc đời tôi và chức vụ của tôi vào một bước ngoặt mới nữa. Chúa mở toàn cánh cửa để tôi xuất ngoại, và lần đầu tiên tôi đặt chân đến đất Mỹ. Và cho tới ngày hôm nay thì tôi đã đặt chân đến đất Mỹ lần thứ 6 rồi. Và Chúa nói là ta sẽ đưa con đến châu Âu, và ta sẽ đưa con đến các châu lục khác nữa. Và nếu con cứ tiếp tục trung tín với ta, con dám vùng dậy từ giữa đám người chết, thì ta sẽ chiếu sáng con. Anh chị ơi, Chúa không thiên vị đâu, không phải tôi là người đại diện, mà Chúa làm điều đó cho tôi. Thật ra Chúa nhiều lần muốn làm cho anh chị em đó, nhưng mà anh chị em đã không đáp ứng được tiếng gọi của Chúa. Anh chị em có quá nhiều tham vọng cá nhân, anh chị em có thích đi theo đường lối riêng của mình, rồi anh chị em tất ngôn Chúa. Anh chị em bảo tại sao con cứ bệnh từ năm này không, tại sao con có quá nhiều bệnh tật, tại sao con nghèo khó, tại sao con thiếu thốn, tại sao con nợ nần, tại sao con bị tai nạn, tại sao con phải đối diện với điều này điều nọ, tại sao gia đình con khó khăn, vân 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 vân. Tôi thắc mắc anh chị em là phải dừng lại những cái câu hỏi tại sao đó đi, thay vào đó là hãy chịu lắng nghe Chúa đi. Và khi Chúa thật sự phán với anh chị em biết rằng đó là biến phán của Chúa bằng cách này hay cách khác. Có thể Chúa đã phán với anh chị em bằng sứ điệp của tôi ngày hôm nay đó, thì đừng có cứng cỏi nữa, mở lòng ra để cho Chúa hành động đi. Có ai đó sẽ được chữa lành ngay tức khắc, không cần phải chờ thêm đâu. Có ai đó sẽ nhận được một nguồn tài chánh lớn lao ngay tức khắc. Có ai đó sẽ thành đạt trong công việc kinh doanh sau ngày hai thất bại, những cánh cửa sẽ mở ra, những cánh cửa kỳ diệu sẽ mở ra. Tôi đứng đây mà để nó phát lên chị em, tôi đứng đây như con người đã chứng kiến quá nhiều thất bại với cuộc đời tôi. Nếu mà tôi ghi lại thất bại đó thì những quyển
sổ thông thường không đủ chỗ để ghi đâu. Một ngày kia khi mà tôi đã về với Chúa rồi, có nhiều người sẽ đọc được những bút tích của tôi, con cháu tôi sẽ đọc những bút tích của tôi. Và một trong cái lời mà những người đó sẽ đọc được đó là Đức Chúa Trời đã làm hàng hà sa số chép lại trong cuộc đời của Phạm Thiên Ân này. Cái câu đầu tiên sẽ là như thế, và sau đó sẽ là từng câu chuyện kỳ diệu mà Chúa đã làm trong cuộc đời của tôi. Và tôi tin rằng nó có thể là một tài sản quý giá cho người đọc đến đó, để phương dạy cái tin yếu đuối của một con người nào đó, để hình thành cái tin trong một con người mà chưa hề có đức tin, và để dấy những con người tưởng chừng như tầm thường lên để trở nên những con người thật sự mạnh mẽ, những con người có thể làm được những việc phi thường cho Chúa. Chúng ta cũng không dám nhận điều đó, bởi vì chúng ta đang dựa vào bản thân của mình. Chúng ta nghĩ rằng làm sức riêng của mình làm điều này thì nó không thể. Nhưng thưa anh chị em, nếu chúng ta thật sự nhờ sức quyền năng của Chúa thì không có điều gì là không thể. Đó là lý do vì sao sứ đồ Phaolô nói rằng tôi làm được mọi sự nhờ đấng ban sức mạnh cho tôi. Chính xác là nhờ đấng ban sức mạnh cho tôi. Tôi kêu gọi anh chị em hôm nay, nếu nhìn lại thực trạng đời sống nội tâm của mình, nhìn lại thực trạng đời sống của mình hiện tại, và thấy rằng mình giống như một người đang ngủ, hoặc giống như một người đã chết rồi, thì hãy nắm lấy lời kêu gọi của Chúa, hãy vung dậy từ giữa những người chết, thì đấng Christ sẽ chiếu sáng chúng ta. Tôi sẽ tưởng tượng nha, tôi giống như thế này, qua đời những con người đang ở đây, như vậy thì cái xác của họ có thể là ở đây, nhưng mà có một cái ánh sáng. Ánh sáng đó không chiếu ở cái tầng thấp đó, ánh sáng đó chiếu ở cái tầng cao hơn. Và nếu như họ muốn được chiếu sáng thì phải có một sự vực dậy, có một sự trỗi dậy, còn nếu không thì vẫn là tối tăm. Lúc bây giờ có một tiếng gọi của Chúa, hãy vực dậy từ giữa những người chết thì đấng Christ sẽ chiếu sáng được. Tôi dừng lại đây một chút. Có thể nhiều người hỏi một sư đang mới chết là làm sao vậy được? Phải không? Chết là sao vậy được? Mà Chúa lại gọi là hãy vùng dậy, là giữa đám người chết. Chúa vô lý quá. Người ta chết rồi mà cứ bảo là phải vùng dậy không sao. Ở trong lời của Chúa Trời có quyền năng, trong lời của Chúa Trời có uy lực, có sự mâu nhiệm trong lời của Chúa Trời. Bằng cách nào đó thì anh người chết rồi cũng có thể nghe được. Anh chị tin được không? Đó là lý do vì sao một ngày nào đó, một ngày rất vinh diệu ở trong tương lai, chúng ta sẽ nghe được cái tiếng kèn thổi lên từ thiên sứ trưởng của Chúa, và thậm chí có thể là có một cái tiếng kêu gọi từ chính Chúa. Và lúc đó những người chết, những người chết thì thắng là những người chết, thậm chí họ đã chết từ lâu rồi, thân thể họ đã trở về cát bụi rồi, nó rã ra thành những cái yếu tố cực kỳ nhỏ. Nhưng mà lúc bấy giờ có một sự hồi sinh kỳ diệu, tất cả khác nhau với nhau, tất cả ráp lại một cách siêu nhiên mà chúng ta có thể lý giải bằng cái đầu óc này. Và những người chết từ rất lâu cũng như những người mới chết đều đồng loạt sống dậy ở trong sự sáng của Chúa, và tất cả đều biến hóa thân thể cùng với những người sống là những người tin Chúa. Tôi lưu ý thêm là những người chết đó là những người tin Chúa và chết trong Chúa, và cùng với những người đang tin Chúa và đang còn sống, tất cả đều đồng loạt cất lên không trung, cái đáng giá là ở với Chúa mãi mãi. Khi mà Chúa gọi thì chúng ta đang ở trong chiếc thuyền, chúng ta hãy lại đây. Điều gì đã khiến cho cái con người đó dám bước ra khỏi thuyền trong một hoàn cảnh mà sóng gió thét gào dường như có một cơn bão đang ập tới? Điều gì đã khiến cho ta chiến thắng được? Thì lý trí của họ, thứ nhất là cái tiếng gọi của Chúa có một cái quy định đó không? Tại sao tôi dám nói điều đó? Bởi vì trước đó thì đã nói rằng nếu đúng là thật thì xin hãy khiến con đi đến cùng thầy. Cái chữ khiến đó là hãy bảo con, hãy truyền khiến cho con. Bởi vì phía đó tiếp là ở trong lời Chúa có quyền năng, có quy định.
và ở trong đó một cái lõi của đức tin. Hãy để ý cho nó là kỹ, lời Chúa có quyền năng, có uy lực, và đồng thời chúng ta phải có cái lõi của đức tin, thì lúc đó sẽ có công việc quyền năng xảy ra. Khi tôi đã bước ra khỏi con thuyền đó và đi trên mặt nước, trở thành con người đầu tiên ngoại từ Chúa Giêsu từng bước đi trên mặt nước mà không hề bị chìm, cho tới lúc mà ông không còn nhìn thẳng vào Chúa nữa, ông bắt đầu nhìn vào sóng gió, nhìn vào những cái ồn ào của biển cả, ông đánh mất sự tập trung vào Chúa và đau lòng sụp xuống. Nhưng mà khi ông kêu lên Chúa ơi cứu con, Chúa giơ tay lên nắm lấy ông và kéo ông lên. Khi ông bắt đầu tập trung vào Chúa trở lại thì cái quyền năng ấy trở lại cho ông lại tiếp tục bước đi với Chúa trên mặt nước, trở về con thuyền ở trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Anh chị em ơi, nếu anh chị em thật sự có cái lõi để tin ở bên trong anh chị em, thì dù cho anh chị em đang ngủ mê, hay là dù anh chị em nhìn có vẻ như một người đang chết, đang làm la liệt của những người khác, thì tôi tin rằng khi mà cái tiếng gọi của Chúa đến, hãy vùng dậy từ giữa đám người chết, hay là vùng dậy từ giữa người chết, thì tôi tin rằng những con người có lõi đức tin sẽ đứng lên và sẽ nhận được sự chiếu sáng của Chúa. Ngày hôm nay cái điều mà chúng ta cần phải có đó là một cái đức tin thật lên Chúa. Hãy đặt đức tin thật lên Chúa để rồi từ đó Chúa hình thành cái lõi rất là vững chắc ở trong chúng ta. Chúng ta hãy dẹp bỏ những cái gì thuộc về tôn giáo và hình thức đi, hãy để cho Chúa dạy làm chúng ta từ đầu. Hãy bước đi với Chúa từng bước một và hãy làm một cách mạng tâm linh cuộc đời chúng ta. Hãy làm một cách mạng. Tôi đã từng làm một cách mạng với anh chị em. Có nhiều người thì ghét cái chuyện cách mạng, tôi không hiểu tại sao, nhưng tôi nói thật với anh chị em, tôi tự nhận mình là con người của cách mạng. Tôi không nói về chính trị đâu nhé, tôi đang nói về lĩnh vực tâm linh. Tôi sẽ kể cho anh chị em nghe của cách mạng của tôi. Đây là những điều rất cụ thể, nó không có cái gì là mơ hồ cả. Khi tôi thật sự được Chúa kêu gọi và Chúa có những sự cáo trong lòng của tôi, Chúa chỉ ra cho tôi thấy những tội lỗi trong đời sống của tôi bắt đầu làm cuộc cách mạng, một cuộc cách mạng của sự công chính và thành khiết. Chúa làm chỉ cho tôi từng cái một. Chúa chỉ cho tôi cái máy tính của tôi, Chúa chỉ cho tôi cái điện thoại của tôi, Chúa chỉ cho tôi những cái tài liệu mà tôi đang cất giữ, Chúa chỉ cho tôi những quyển sách mà tôi đã từng để được kệ sách luôn, Chúa chỉ cho tôi từng cái cụ thể như vậy đó, thậm chí có những cái trò chơi game ở trong cái máy tính của tôi, Chúa chỉ chính xác trò chơi đó và chúng ta có phải gỡ bỏ ra khỏi máy tính của con. Có những lần mà tôi nhận được sự cáo trách và tôi đã ngưng chơi cái trò chơi game nào đó, nhưng mà cái app nó vẫn còn cái máy tính của tôi chỉ ngưng một thời gian thôi, và một thời gian sau trong một cái quá trình mà tôi bị cám dỗ, tôi yếu đuối, tôi lại thấy mình nhắc vào trong cái app đó và tôi lại tiếp tục chơi game nữa. Và Chúa nói là nếu con muốn làm một cuộc cách mạng thì con phải hết sức là dứt khoát, con phải tiêu diệt hết tất cả những mầm mống nào nó đang ở trong đời sống của con, ở trong tư tưởng con, trong lòng con, trong từng cái máy tính của con, trong từng điện thoại của con, trong từng cái thiết bị con đang sử dụng. Nhiều người nói chuyện thật sai lầm, chúng ta đã không bao giờ bước vào một cuộc cách mạng. Chúng ta chỉ khóc ở một lúc nào đó khi một đầy tớ Chúa giảng một bài giảng chạm đến trái tim của chúng ta. Chúng ta khóc, chúng ta hứa nguyện, Chúa ơi, con biết là con sai rồi, con ăn năn với Chúa, con kết ước sẽ bước vào một cái đời sống mới tốt đẹp hơn. Nhưng mà sau đó chúng ta trở về nhà và chúng ta không làm gì cả. Chúng ta không chịu kiểm tra lại điện thoại của mình, chúng ta không kiểm tra lại máy tính của mình, chúng ta không kiểm tra lại cái tư tưởng trong đầu óc của mình. Và đó là lý do vì sao mà tội lỗi thì tôi quay trở lại. Đó là lý do vì sao bệnh tật quay trở lại. Có một số người được chữa lành là trong những buổi nhỏ, nhưng họ trở về nhà họ không chịu bước vào một cách mạng mà Chúa muốn. Họ không chịu bước vào một cách mạng, họ vẫn giữ những cái tư tưởng sai lệch trong đầu của họ, họ vẫn giữ những cái ác tưởng trong lòng của họ, họ vẫn giữ những cái hình ảnh xác ở trong máy tính của họ, ở trong điện thoại của họ, họ vẫn giữ những cái mẫu giấy, những cái bức thư gì đó mà nó mang một cái nội dung rất là ô uế, rất là bất khiết của ai đó từng gửi cho họ. Họ giữ những cái kỷ niệm gì đó đúng ra phải xóa sạch từ lâu rồi, và họ không hề biết rằng Satan nó dùng những cái đó như những cái bàn đạp, nó dùng những cái đó như là những cái khe hở để nó tiếp tục tấn công vào đời sống của họ và làm cho họ tiếp tục phạm tội, tiếp tục sống xấu xa gian ác và tiếp tục bệnh tật bỏ ra. Tôi kêu gọi anh chị hãy bước vào một cuộc cách mạng, một cuộc cách mạng tâm linh, và để cho Chúa làm một cuộc phẩm thanh tẩy của đời quá chứ. Hãy có những thời giờ lắng đọng ngồi lại và kiểm tra lại hết, xem cái gì là cái sự chết chóc trong đời sống của mình, trong lĩnh vực nào đang có sự chết, trong lĩnh vực nào đang có bóng tối, mình đang mê muội trong lĩnh vực nào. Hãy nghe tiếng gọi Chúa không đây, hỡi người đang ngủ,
thức dậy, hãy vun dậy từ giữa người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng. Nếu chúng ta thật sự có cái lõi của Đức Tin thì chúng ta là những con chiên của Chúa, và nếu là những chiên phẩm của Chúa thì chiên ta nghe tiếng ta. Nếu người nào nói với tôi rằng tôi không nghe được tiếng của Chúa đâu xưa thì tôi xin lỗi nhé, tôi nghi ngờ anh chị, anh chị là cái gì chứ phải tôi đâu nghe. Vì là Đức Tin thì không thể nào không nghe được tiếng của Chúa, bởi vì Chúa nói là chiên ta nghe tiếng ta. Thì vậy những người có cái lõi Đức Tin thật sẽ nghe được cái tiếng mà Chúa kêu gọi. Hỡi người đang ngủ hãy thức dậy, hãy vùng dậy từ giữa những người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng người. Anh chị em muốn trở thành những người được tôn trọng không? Tôi tin rằng câu hỏi đó nó hơi thừa, bởi vì anh chị em rất buồn. Anh chị có muốn trở thành những người thành đạt trong xã hội không? Anh chị có muốn trở thành những người mọi người được tin tưởng mình? Anh chị có muốn trở thành những người đầy quyền năng của Chúa? Anh chị có muốn trở thành những con người kết quả cho Chúa không? Anh chị ơi, hãy lắng nghe tiếng gọi của Chúa. Hỡi người đang ngủ hãy thức dậy, hãy vùng dậy từ giữa những người chết. Chúng ta đang sống trong một thời kỳ đầy những sự phá hoại, nhưng đừng để sự phá hoại đó lây lan qua chúng ta, đừng để sự phá hoại đó trì kéo chúng ta, đừng để sự phá hoại đó giữ chân chúng ta. Anh chị em ơi, hãy cùng chúng ta ngạo đứng lên, hãy cùng nhau đứng lên, bởi vì chúng ta biết rằng khi chúng ta đứng lên, Chúa sẽ chiếu sáng chúng ta, Chúa sẽ làm chúng ta được nổi trội như vào tất cả mọi người, không phải để trở thành một minh tinh màn bạc, một người nổi tiếng, một hot boy, hot girl gì đó, không phải, nhưng mà để chúng ta có được một cái năng lượng siêu nhiên của Chúa để có thể cứu thêm nhiều người mà con vương quốc của Chúa. Mục đích của Đức Chúa Trời làm chúng ta trở nên nổi tiếng, mục đích Đức Chúa Trời làm chúng ta trở nên nổi trội không phải để chúng ta tôn cao cái tôi đúng không, nhưng mà để chúng ta trở thành nguồn phước cho nhiều người. Anh chị còn nhớ câu chuyện của Abraham không? Khi ông gọi Abraham ở trong Sáng Thế Ký chương 12, Chúa đã kêu gọi Abraham ra khỏi quê hương, ra khỏi vòng bà con, gọi là nơi sự chết chóc, là nơi sự ngủ mê để thủ linh. Chúa đã kêu gọi Abraham và Abraham đã đi theo tiếng gọi của Chúa. Abraham không hề cầu xin sự nổi tiếng, nhưng mà ở trong lời hứa đó, các anh chị em để ý cho thấy cái Chúa đã tự hứa với Abraham. Chúa nói rằng cùng làm nổi danh con. Chúa nói những cái lời phía trước và sau đó có một cái cụm từ là cùng làm nổi danh con, có nghĩa là và ta cũng sẽ làm con được nổi danh nữa. Mục đích không phải để tôn cao cái tôn của con, nhưng mục đích là để nhiều người nhìn thấy sự vinh hiển của ta qua đời sống của con, và con trở nên nguồn phước cho nhiều người. Thông qua cuộc đời của con, nhiều người sẽ được cứu, nhiều người sẽ được giải phóng và quyền lực của ma quỷ. Thông qua cuộc đời của con, nhiều người sẽ được biến đổi cuộc đời, nhiều người sẽ kinh nghiệm phước hạnh tu đạo của Chúa. Tôi khao khát sống đời sống như vậy, và tôi ước ao rằng anh chị em cũng trở nên những con người khao khát. Hãy trở về nhà và dành một thời gian rất riêng tư cầu nguyện của Chúa, và hãy đáp ứng lời kêu gọi của Chúa. Hỡi người đang buồn, hãy thức dậy, hãy vùng dậy từ giữa những người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng người. Về mặt vật lý, hôm nay tôi rất mệt, cổ họng của tôi đang sưng tấy lên, nhưng tôi có một sứ điệp. Đó là sứ điệp mà tôi công bố ở hội đại tin. Đó là trái tim của tôi muốn cao hơn chị. Tôi ước gì chỉ cần một người, dù chỉ một người trong căn phòng này phát được nhiệt, có thể cảm được cái tâm lòng của tôi đang muốn truyền cho anh chị em. Và anh chị em bắt đầu trở về nhà, bước vào trong một cái nước mới mẻ với Chúa, thì cuộc đời anh chị em sẽ khác hoàn toàn. Tôi hứa với anh chị em là cuộc đời của anh chị em sẽ khác hoàn toàn. Tôi hứa với anh chị em dựa trên lời hứa của Chúa Trời. Amen. Và tôi sẽ vui mừng, tôi sẽ mở hòa ra đến tất cả những người trong căn phòng này đều sẽ bắt được cái nhiệt. Tất cả những người trong căn phòng này đều cảm nhận được cái điều mà tôi thật sự đang muốn truyền đạt cho anh chị. Anh chị trở về nhà thật sự cầu nguyện, nếu như chưa bao giờ cầu nguyện nghiêm túc với Chúa một lần nào trong cuộc đời, thì đây sẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời thật sự cầu nguyện đúng với ý nghĩa sự cầu nguyện. Mà tôi nói với anh chị em là cuộc đời anh chị em sẽ khác, không chuyện dai dẳng có tội lỗi nữa đâu, không có chuyện dai dẳng không được đợi nữa đâu. Cuộc đời anh chị em nhất định sẽ khác. Đức Chúa Trời không có ích kỷ, không có keo kiệt, không có bủn xỉn đâu. Ngài rất hào phóng, Ngài muốn tôn đổ của thằng xóm, nhưng mà Ngài phải có cái cớ nào đó. Anh chị em hiểu không? Đức Chúa Trời mà hành động đúng theo cái luân mà Ngài đã đặt ra trong cái cõi vũ trụ này, chứ không phải là Ngài muốn làm gì thì làm. Ngài tôn trọng những cái luân lệ trong cõi vũ trụ này là luân lệ do chính Ngài đặt ra, và Ngài đi tìm một cái cớ nào đó để có thể ban phước cuộc đời của chúng ta. Ngài chờ lâu rồi, Ngài chưa thấy. Nhưng nếu hôm nay anh chị em cho Chúa một cái cớ để Ngài ban phước, thì phước của Chúa sẽ đổ xuống tuôn tràn đến nỗi anh chị em không đủ chỗ chứa. Tôi tin là những ngày tới
sẽ là những ngày vinh diệu. Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau để bước đi. Chúng ta sẽ không còn những người mê muội nữa. Chúng ta sẽ không còn những người mang trong mình cái sự chết chóc. Chúng ta sẽ không còn là những cái người giống như là xác chết, sống không bằng chết. Nhưng chúng ta sẽ là những con người thật sự bước đi bằng lãnh cao rồi. Chúng ta sẽ có cánh bay cao như chim bướm, chạy mà không bị nhọc, đi mà không mỏi mỏi. Chúng ta sẽ hiểu thế nào là sự sống sung mãn, sự sống như vậy. Chúng ta sẽ là những người khi mở miệng ra nói về Chúa thì mọi người phải tôn trọng. Dẫu cho họ không bao lần tiếp nhận Chúa ngay, họ phải suy nghĩ trong lòng nghiêm túc. Amen, con chị. Và thông qua cuộc đời của chúng ta nhận Chúa được vinh hiển. Amen. Mời tất cả cùng đứng lên và cầu nguyện đáp ứng với sứ điệp này. Và cũng nhớ cầu nguyện cho tôi để Chúa phục sức lại cho tôi. Mỗi người đến với Chúa các tin từ, có ai đó chưa từng thật sự cầu nguyện nghiêm túc trong cuộc đời của mình, đây là cơ hội cho anh chị em. Đây là cơ hội. Hãy giơ tay lên hướng về Chúa, hãy cầu nguyện với lòng chân thật. Đừng có ai nghĩ rằng tôi không cần Chúa. Đừng có ai nghĩ rằng tôi có thể tự làm được mọi thứ cuộc đời này. Không. Chúng ta luôn cần Chúa cả, nhưng chúng ta không biết đâu. Bởi vì mạng của chúng ta còn thiếu những tội mà. Nó mất đó là chúng ta có hay không? Chúng ta muốn, nó có được. Còn những người không muốn mất mạng, còn cứ mất thôi. Còn những người không muốn bệnh, còn cứ bệnh nó thôi. Chúng ta không kiểm soát được đâu. Có quá nhiều thứ mà làm kiểm soát của chúng ta. Đó là lý do vì sao chúng ta phải mau mau chạy đến với Chúa. Bởi vì khi Chúa Trời bước vào cuộc đời của chúng ta, công việc sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ kiểm soát được nhiều thứ lắm. Và cuộc đời của chúng ta sẽ không còn nỗi sợ hãi nữa. Kể cả cái điều mà cái loài này sợ đó là sự chết thì chúng ta không sợ đâu. Không ai hung dọa được chúng ta. Kể cả có một họng súng chỉa vào thái dương của chúng ta, có một lời hăm dọa thì nó chẳng là cái gì của chúng ta cả. Vì chúng ta đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi. Chúng ta thật sự là những người tự do. Không có một thế lực quân sự nào có thể khống chế chúng ta được. Không có một thế lực chính trị nào có thể khống chế chúng ta được. Không có một thế lực tài quyền nào có thể khống chế chúng ta được. Vì chúng ta có một chút làm gì đó. Gió không thổi đi đâu thì thổi. Mình nghe tiếng gió, nhưng không biết gió đến từ đâu. Và gió sẽ đi đâu. Người nào được xưng bởi Thánh Linh cũng sẽ như vậy. Cầu xin Thánh Linh bày tỏ cho anh chị em, để anh chị em hiểu được lời tôi vừa mới nói. Hallelujah. Mà không chịu. Để cầu nguyện thì sẽ thật thiết cho anh chị em. Nếu đứng ở đâu một cầu không biến thế này mà không chịu rồi. Có ai đó mang cái bình bệnh tật đang đi, hoặc người thân của mình đang bệnh tật đang đi, đừng vừa vào con đường, đừng tập trung vào tôi, cũng đừng tập trung vào bất cứ một tôn tớ Chúa nào khác trong căn phòng. Hãy tập trung vào Chúa đi. Chúa mới là đấng chữa lành, Chúa mới là đấng giải phóng, Chúa mới là đấng chúa thắng. Còn ai đã chưa bao giờ dâng lòng mình cho Chúa, hãy sẵn sàng để dâng lòng mình cho Chúa đi. Đó sẽ là quyết định đúng đắn nhất của cuộc đời tôi. Tôi đã làm gì đó mà tôi chưa bao giờ hối hận. Tôi chưa bao giờ hối hận. Tôi rất tự hào vì mình đã làm gì đó. Đó là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của tôi. Và từ đó dẫn đến những quyết định đúng đắn khác. Tin tôi lắm. Hallelujah. Chúa ơi, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của tất cả chúng con trong căn phòng này. Một lời cầu nguyện của tất cả những người đang theo dõi chương trình của chúng con trên mạng tiếp tục. Con biết rằng những gì đến từ Thánh Linh sẽ ảnh hưởng đến những tâm lòng khác. Xin quyền năng của Thánh Linh vào hoàn một cách tuyệt vời, một cách kỳ diệu. Để đến nỗi những người đang ở cách xa chúng con rất xa, những người thậm chí cách xa chúng con nửa vòng trái đất, họ sẽ được sử dụng chặt đầy quyền năng của Thánh. Còn ai đó sẽ được chữa lành được đang nghe nghe khác. Còn ai đó sẽ được tự do khỏi một loại quỷ nào đó. Còn ai đó sẽ được tự do khỏi tư tưởng bắt hoài nào đó. Còn ai đó sẽ được sử dụng chặt đầy quyền năng để thánh khí của Thánh. Họ sẽ cảm nhận được, họ sẽ cảm nhận được tiên vị của thiên đàng. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa con đã cầu nguyện bằng đức. Con đã cầu nguyện bằng đức. Con biết rằng đầy đủ những giọt nước mắt của con trong ngày của Ngài. Và Ngài sẽ hành động ngày càng mạnh mẽ hơn. Sẽ có hàng triệu, thậm chí hàng tỷ người tiếp tục được cứu vào trong vương quốc của Chúa. Hallelujah. Cảm ơn Chúa đã dành Chúa Giêsu Christ tôi công bố khai phóng quyền năng chữa lành giải cứu tập thể từ nơi của Thánh Linh sẽ chạm đến trên từng người là những con người khao khát, những con người thật sự tin. Amen. Con cố là những người nào thật sự tin, những con người nào thật sự khao khát, quyền năng ấy sẽ chạm đến họ một cách không thể chối cãi. Họ nhất định sẽ được chữa lành, họ nhất định sẽ được giải phóng sự tự do. Họ sẽ không được sống được biến đổi theo cách mà mọi người đều phải chứng nhận. Họ phải tự nó.
thì mọi người sẽ nhìn vào mặt quan và mọi người sẽ thấy được cái tốt đẹp. Có điều gì đó kỳ diệu vừa mới xảy ra. Cảm ơn Chúa. Còn không, Chúa ở trên đây còn ao thêm. Nhưng tôi đã thắng được Chúa sẽ nghe được tiếng gọi được thiên quốc. Họ sẽ đến và bắt tay con. Họ sẽ sẵn sàng hợp tác với con để cùng nhau thực hiện những công vụ Chúa muốn. Và chúng con cùng nhau thật sự xây dựng hội thánh của Đức Christ trên đất này, không phải là hệ phái Chúa. Chúng con cùng nhau làm việc để vương quốc của Đức Christ, không phải vì lợi lộc cá nhân khắp hẹp, không phải vì tư kỷ. Chúng con làm vì chúng con muốn nhìn thấy những linh hồn được cứu. Chúng con làm vì con muốn nhìn thấy những người bệnh tật mang đi được chữa lành một cách kỳ diệu mà không phải tốt một lần. Chúng con làm vì chúng con muốn nhìn thấy những gia đình người hàng gặp lại cuộc hôn nhân hạnh phúc. Những gì thương đau của con đã trải qua, con không muốn người khác được trải qua. Con đau lòng thấy nhiều người lãnh đạo đang cãi nhau không bị việc và con đau lòng khi thấy người ta chấp nhận nhau những cái mối lợi không ra gì. Con muốn nhìn thấy một đạo vua bình dân lên chùa. Con sẽ chờ đợi đến khi con nhìn thấy. Con sẽ vinh hạnh được bắt tay lên chiến sĩ trong đoàn quân đó. Thì chúng con xin cảm ơn Chúa vinh quân Chúa. Con tin rằng ngày tới hội thánh chúng con sẽ thấy những bước tiến độ phá chuột. Chúng con sẽ thấy những điều mà chúng con không thể tưởng tượng nổi, những điều mà mắt chúng con chưa thấy, tai chúng con chưa nghe và lòng chúng con chưa nghĩ đến. Thì chúng con tin rằng Chúa đã chuẩn bị sẵn cho chúng con rồi. Để mà lưu có sự hiệp một đến cái hội thánh của chúng con. Xô ra đi tất cả những gì mâu thuẫn xúc động, xô ra đi tất cả những cái gì theo ý lý của con. Xin kết chúng con làm một trong Đức Chúa Jesus Christ. Và xin hãy để cho tinh thần hiệp một của chúng con lan tỏa khắp mọi nơi chung. Con muốn nhìn thấy hội thánh này và hội thánh khác không công với nhau với bóng chân tình. Một xương này không công với một xương kia, không bị tính toán, không bị một cái mưu đồ nào cả. Người này sẽ bước qua một cái cổ khác kia để giải quyết tất cả trái tim của mình. Và ngược lại, ban thờ sự của hội thánh này sẽ đến ca ngợi Chúa ở tại một hội thánh khác. Nhân sự của hội thánh này sẵn sàng giúp đỡ nhân sự của hội thánh khác. Những tín đồ của hội thánh này sẵn sàng chia sẻ những điều tốt lành với những tín đồ của hội thánh khác. Con khao khát nhìn thấy điều đó. Con sẽ chiến đấu để khơi đỡ cuối cùng nhìn thấy điều. Tôi không tin rằng, con không tin rằng con sẽ thất bại một mơ ước của mình đâu. Nhưng con tin rằng con sẽ nhìn thấy, không phải là chờ đâu đâu, nhưng con sẽ thấy ở trong những ngày rất là gần đây thôi. Con biết là có cái gì đó đang chuyển động, có cái gì đó nó tốt lại đang chuyển động, nó đang chuyển động và sẽ chuyển động mạnh mẽ hơn nữa. Con biết rằng con linh dẫn đã có một trận chiến diễn ra và phần thắng của luôn thuộc về Đức Chúa Trời. Phần thắng của luôn thuộc về phe của Đức Chúa Trời. Phe của mang nghĩa là thất bại hoàn toàn. Phần thắng của thua của chúng con là người thật sự tin cậy nơi Chúa Trời. Bởi vì phe của Đức Chúa Trời đứng về phía chúng con. Hallelujah. Nếu Đức Chúa Trời đứng với chúng con thì còn ai lựa đổi chúng con? Con tin điều đó. Hallelujah. Có những người muốn giết chúng con không? Nhưng họ đã sai lầm rồi. Nếu họ hiểu những lời này thì họ sẽ rút lấy bẫy khi muốn cầm súng vào bắn vào chúng con. Họ sẽ rút lấy bẫy khi định cầm dao vào đâm chúng con. Bởi vì Chúa Trời nói rằng đừng sợ kẻ giết được thân thể mà không giết được tâm linh. Đừng sợ, đừng sợ. Nhưng hãy sợ đến con quyền để có thể giết chết cả hai và bỏ cả hai xuống địa ngục. Chúng con không sợ những kẻ có khả năng giết thân thể chúng con, không giết được tâm linh của chúng con. Chúng con không sợ. Bởi vì nếu chúng đời chúng con không có phép thì kể cả thân thể của chúng con họ cũng không chạm được nữa. Chúng con biết rằng Chúa là đấng tể trị, quyền uy của Chúa là quyền uy tối thượng. Nếu không có sự cho phép của Chúa thì không ai có thể đụng đến chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Ở hôm nay con cầu nguyện rằng quyền năng thánh linh sẽ đổ xuống trên từng người nam từng người nữ khao khát và làm nên một sự biến đổi từ bên trong. Chúa, con khao khát nhìn thấy anh chị em con thật sự được biến đổi.
là đến những con người có khát vọng, những con người có lý tưởng, những con người sẵn sàng hy sinh một cái gì đó có giá trị trong cuộc đời mình và thậm chí hy sinh cả cuộc đời mình cho đại cuộc. Chúng con khao khát được có thể nhìn thấy cái trung tâm mà chúng con đang bắt đầu sẽ mọc lên một cái đầy vinh diệu. Để bạn nơi đó những người khôn điên sẽ được trở nên tỉnh táo. Những người nghiện ngập ma túy, nghiện ngập rượu, nghiện ngập thuốc lá, nghiện game và nghiện những thứ tội lỗi, họ sẽ không còn nghiện nữa. Những người bệnh nan y sẽ được chữa lành và không có một đồng nào. Những trẻ em trơ trọi, những người già cả không nơi nương tựa sẽ có nơi nào nương tựa. Con tin là đó là tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ngài sẽ hành động rất mau chóng. Vì Ngài muốn cứu người mà con cảm ơn Chúa. Và xin dân toàn thể hội thánh Adventist con nắm tay Chúa. Và dân tất cả những con người yêu mến kính sợ Chúa đang theo dõi chương trình của chúng con, con bàn tay của mình nguyện những điều rất nhiều sẽ làm được đến với chúng con. Và nguyện chúng con sẽ kết hiệp làm một trong danh Chúa Jesus Christ để thấy được một ngày mai tươi sáng hơn cho cả cộng đồng chúng con. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.